Cảnh báo hình ảnh gây sốc. Chào Ngài Sachi Tananda, ông Adin Kassam và đội ngũ của Hội nghị Hòa bình Thế giới. Cảm ơn quý vị vì vinh dự được mời vào ngày quan trọng của quý vị để cầu nguyện và thiền cho hòa bình thế giới. Do hạn chế về thời gian, tôi không thể cống hiến nhiều hơn. Sau đây là những ý tưởng của tôi về hòa bình thế giới và hoặc bình an nội tại cho nhân loại. Vấn đề là chúng ta không thể có hòa bình nếu mình không trao hòa bình. Đức Phật đã giác ngộ. Đó là cách Ngài có thể khai sáng những người khác tin vào Ngài. Bởi vì chúng ta có tiền trong ngân hàng, nên có thể giúp đỡ tha nhân trong một số trường hợp khi họ cần. Giống như một số khả năng tài chính của chúng tôi. Nói về tiền bạc không giúp ích gì nếu chúng ta không có đồng nào. Tối thiểu nhất là những ai chúng ta muốn giúp. Bình an nội tại chỉ đến khi chúng ta thực hành hòa bình. Không chỉ bằng thiền định, không chỉ bằng lời nói về hòa bình, không chỉ bằng nghĩ về hòa bình, hoặc ước muốn có hòa bình cho chính mình hoặc cho thế giới. Đức Phật đã nói rằng chúng ta phải có lòng từ bi cho mọi chúng sinh trong hành động, không chỉ trong lời nói. Đức Phật nói rằng, nếu chúng ta không tuân theo lối dinh dưỡng thuần chay, thì dù chúng ta có thực hành thiền định hoặc bất kỳ phương tiện yoga nào, chúng ta sẽ chỉ tới đẳng cấp ma quỷ hoặc địa vị thiên đàng thiên liêng nào đó, chứ không bao giờ có thể đạt đến quả vị Phật. Và Ngài còn nói rằng, bất cứ ai ăn thịt thì không phải là đệ tử của Ngài. Vì vậy, tôi là người theo Đức Phật. Tôi không dám dạy bất cứ ai, bất kỳ loại thiền nào, chỉ để có được bình an nội tại. Bình an nội tại bắt đầu khi chúng ta trao bình an cho tha nhân. Chúng ta không thể có hòa bình nếu tha nhân đang đau đớn, vào hết hoặc gián tiếp, gây ra bởi chúng ta, bởi hành động hoặc cách sống của chúng ta. Chúng ta không thể có bình an nội tại nếu vì lối sống của mình, chẳng hạn như tiêu thụ thịt người thân động vật, mà đã bị tra tấn, đã bị giam cầm, đã bị tước đoạt đủ loại tự do, phẩm giá và bình an suốt đời họ trong trại tập trung nuôi động vật. Không chỉ trong Phật giáo, mà còn trong tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới. Tất cả giáo lý liên quan đến bạo lực đối với tha nhân và đối với người thân động vật được viết rất rõ ràng. Ví dụ, trong Kinh Thánh có nói rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra tất cả các loại trái cây và rau là thức ăn cho con người chúng ta. Và Chúa Trời cũng tạo ra những thứ khác, các loại thảo mộc và rau quả dinh dưỡng cho người thân động vật. Và Đức Chúa Trời đã nói, đừng giết bất kỳ cừu cái hay bò đực nào để cúng dường Ngài, bởi vì tay của quý vị sẽ dính đầy máu. Và khi quý vị cầu nguyện, Đức Chúa Trời sẽ ngoảnh mặt đi, Ngài sẽ không nghe. Chúa Trời nói quý vị phải dừng lại, nếu không Ngài sẽ không nghe nữa. Đó là những gì chúng ta đang làm bây giờ. Chúng ta không nghe lời Chúa Trời mà cứ cầu xin Chúa Trời lắng nghe chúng ta về những gì mình muốn, và chúng ta không quan tâm đến những gì Chúa Trời muốn. Thế thì làm sao chúng ta có thể có hòa bình mà chúng ta rất quý trọng nếu mình không nghe lời Chúa Trời để làm những gì có được phúc lành của Đức Chúa Trời để có hòa bình? Tôi có thể nói mãi về chủ đề này, nhưng chỉ trích dẫn một số lời dạy của hai trong số các tôn giáo vĩ đại nhất trên địa cầu để nhắc nhở quý vị. Và chỉ thế thôi, mong lời nói của tôi có ảnh hưởng nào đó đối với trí tuệ và tâm thức của quý vị. Cầu mong lối sống của quý vị thay đổi, quay đầu lại theo cách thiên đàng, theo cách của Chúa Trời để quý vị có thể trở về thiên đàng, trở về với Chúa Trời. Amen. Cho nên bước đầu tiên cho bình an nội tại là thuần chay. Tuyệt đối tránh tất cả loại được gọi là thực phẩm gây ra đau khổ để người thân động vật, những đồng cư của chúng ta, anh chị em của chúng ta. Và như Đức Phật đã nói, họ là những người thân của chúng ta từ các kiếp trước
hoặc thậm chí trong đời này không phải chịu đau khổ nữa. Sau khi họ chết, họ có thể trở thành người thân động vật, có thể ở với chúng ta, đồng hành với mình, hoặc có thể trả một số nghiệp nhỏ mà họ đã làm. Tuy nhiên, bất kể lý do gì khiến họ trở thành người thân động vật, họ vẫn là thân nhân. Nên chúng ta không thể để họ bị sát hại và thậm chí hàng loạt, hàng tỷ mỗi tuần hoặc hàng triệu mỗi giờ, thậm chí bất lực, đau đớn và hoàn toàn đơn độc, cô đơn, bất lực ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Chúng ta không thể có hòa bình khi gây ra tất cả những điều này. Nhất là ngày nay, chúng ta có cơ hội để tìm kiếm trên Internet hoặc phương tiện truyền thông để tìm ra cách bạn hữu và thân nhân của chúng ta trong hình thể người thân động vật ôn hòa và dịu hiền bị tra tấn, bị giam cầm, bị quấy rối, bị đối xử tàn nhẫn trước khi miếng thịt từ xác chết của họ đi vào miệng chúng ta. Không nói chi về bình an nội tại hay hòa bình thế giới. Loại đối xử này là hoàn toàn phi lý, kinh khủng, có thể so sánh với địa ngục. Làm sao chúng ta có thể học bất cứ gì để có bình an nội tại nếu chúng ta, tâm mình, trí mình, tiềm thức và lương tâm của mình biết rằng cách sống của mình gây ra đau khổ không kể xiết cho vô số động vật mà họ thật ngây thơ, thật hiền hòa và bất lực, không có khả năng tự vệ. Là con người với đầy đủ khả năng, đầy đủ trí thông minh và đủ các bằng chứng được cung cấp về sự đau đớn và thống khổ của những bạn thú, người thân động vật của chúng ta, thì làm sao kiến thức đó, dù ý thức hay vô thức, sẽ để chúng ta bình yên hoặc cho mình an bình, hoặc đảm bảo an bình nào trong. Tôi, bản thân tôi, cá nhân tôi không thể khóc lâu hơn nữa. Mỗi lần tôi thấy tất cả những đau khổ này, thậm chí chỉ trên màn hình, tôi cảm thấy như mình đang trong địa ngục. Thành ra chúng tôi yêu cầu các hội viên chúng tôi cầu nguyện mỗi ngày cho thế giới thuần chay. Tại vì nếu không có thế giới thuần chay, thì thế giới hòa bình còn rất xa vời, như tất cả quý vị cũng biết rất rõ. Thậm chí, chẳng hạn, chỉ nói về cuộc chiến ở Ukraine, cả thế giới ủng hộ hòa bình ở Ukraine. Cả thế giới yêu cầu Nga rời khỏi Ukraine, về nước và để yên người dân ở Ukraine sống hòa bình. Đủ loại hỗ trợ, thế mà chiến tranh vẫn kéo dài. Thậm chí không thể nào giải thích sự kiện này. Thậm chí không thể hiểu được bất kỳ loại người nào mà đã bắt đầu loại chiến tranh này và khiến người ta đau khổ quá nhiều, chết và chạy trốn như những người tị nạn tới những miền đất xa lạ, không mang theo gì cả. Trẻ em chết với số lượng lớn lao. Phụ nữ bị quấy rối, cưỡng hiếp. Ngay cả trẻ em, cả trai lẫn gái. Và hàng ngàn người chết. Hoặc hàng chục ngàn ở cả hai bên. Không có gì, không có lý do gì cả. Ngoại trừ chỉ để thể hiện quyền lực, hoặc chỉ để làm điều đó vì có lẽ buồn chán, hoặc có lẽ bị chuốc thuốc, hoặc bị điên. Đó là vì chúng ta không thực hành những gì chúng ta muốn. Nếu muốn cơ thể cảm thấy sạch sẽ, thì chúng ta phải chăm sóc nó, chúng ta phải tắm rửa tới khi nó sạch như mình muốn. Nếu chúng ta muốn ngừng cơn đói, thì phải tìm thức ăn để ăn. Nếu muốn làm dịu cơn khát, thì chúng ta phải uống nước hoặc thức uống nào đó, nước trái cây hoặc nước rau nào đó,
ví dụ như thế. Nhưng xác người thân động vật, thịt người thân động vật, ngay cả trứng và sữa, cá, tất cả những thứ này là gây ra đau khổ bất tận cho vô số chúng sinh còn sống, còn di chuyển. Chỉ vì họ trông không giống chúng ta, không có nghĩa là họ không có cảm xúc, không có trí thông minh, không có tâm thức. Bây giờ tất cả chúng ta đều biết điều đó. Nếu chúng ta tin vào Đức Phật, thì chúng ta phải biết rằng Đức Phật đã giảng điều đó. Họ là chúng sinh có tri giác. Tri giác nghĩa là họ cảm nhận, có thể có cảm xúc, có tình cảm, có trí thông minh chỉ như chúng ta, có lẽ trong nhiều cách khác nhau. Chúng ta có thể xem tất cả trên Internet hoặc xem những bộ phim mà người ta thực hiện người thân động vật thông minh như thế nào, và họ có thể cảm thấy đau đớn bao nhiêu, giống hệt như chúng ta. Làm sao chúng ta có thể chấm dứt một mạng sống của ai vẫn còn thở, vẫn còn cảm xúc, vẫn có tình thương mà có thể biểu lộ tình cảm, không chỉ với loài của họ, mà còn với các loài khác và với con người chúng ta nữa? Làm sao chúng ta có bao giờ có hòa bình nếu không để người khác được bình an? Chúng ta thậm chí không cần phải cho họ hòa bình, mà chỉ cần để họ yên thì họ có hòa bình. Tôi cũng xin lỗi nếu đã xúc phạm bất kỳ ai trong cử tọa. Nhưng tôi không xin lỗi khi nói với quý vị sự thật, bởi vì đó là tình thương. Để nói sự thật cho những người thân yêu của mình, dù phải trả giá bằng mạng sống của mình, dù phải trả giá bằng danh tiếng, tình bằng hữu hoặc sự ngưỡng mộ của mình, từ mọi người, bất cứ gì, phải luôn luôn nói sự thật. Bởi vì chúng ta là những người đi tìm sự thật. Chúng ta là những người tầm chân lý. Và chúng ta đã tìm thấy một phần sự thật mà chúng ta đang tìm kiếm để có. Và chúng ta phải nói sự thật. Tôi ước sao dạy cả thế giới cách thiền, cách tìm bình an nội tại. Nhưng điều đó, họ phải tự đóng góp. Trước tiên, điều quan trọng nhất, bước đầu tiên là để yên người thân động vật được bình an, theo cách mà Đức Chúa Trời đã định cho họ, theo cách mà Chúa Trời đã tạo ra họ. Chúa Trời đã làm cho họ bình yên và cung cấp cho họ những thứ để họ có thể duy trì đời sống của họ trên địa cầu, giống như Chúa Trời đã tạo ra thực phẩm dinh dưỡng cho chúng ta duy trì đời mình. Nhưng Chúa Trời chưa bao giờ trong bất kỳ tôn giáo nào bảo chúng ta ăn thịt những tạo vật khác. Bởi vì tất cả chúng ta đều là con cái của Đức Chúa Trời. Người thân động vật cũng là con cái của Chúa Trời. Vì vậy, trong tất cả sự khôn ngoan, khiêm tốn của mình, chúng ta nên tôn trọng con cái của Chúa Trời, sự sáng tạo của Ngài, và chúng ta không bao giờ nên tiêu diệt họ bằng sự nhẫn tâm, chỉ để nhét thịt vào miệng mình, lấp đầy dạ dày của mình với máu và sự chết chóc đau đớn, sự tàn ác vô nhân đạo và bạo tàn tột cùng. Vì vậy, để có được bình an nội tại, trước tiên chúng ta phải tôn trọng sự bình an của các chúng sinh khác. Chúng ta phải ăn thuần chay, rồi hòa bình sẽ đến với chúng ta. Âm thầm, chắc chắn, vĩnh viễn. Và điều này cũng sẽ dẫn đến hòa bình thế giới, hòa bình vĩnh cửu. Tôi không thể nói với quý vị ngược lại. Tôi chỉ nói với quý vị sự thật, không có gì ngoài sự thật. Tùy quý vị quyết định muốn làm gì với đời sống quý giá của quý vị trên địa cầu. Để tìm Chúa Trời, để đồng nhất với Ngài, để tôn trọng sự sáng tạo của Chúa Trời, hoặc đi theo hướng ngược lại. Và quý vị biết sẽ là kết thúc ở đâu. Xin mọi thiên đàng ban phúc cho quý vị. Và cầu Chúa Trời bảo vệ và khai sáng cho quý vị. Mong quý vị bảo vệ chính mình bằng cách chọn dinh dưỡng thuần chay, hòa bình, từ bi và thiên nhiên. Amen. Cảm ơn quý vị đã lưu ý. Chúc quý vị mọi điều tốt đẹp nhất để sớm tìm lại đời sống bình an cho riêng mình.
để sớm được giác ngộ, để sớm tìm được một minh sư tốt nếu quý vị muốn, và để biết rằng quý vị đang tạo hòa bình bằng cách ăn thuần chay. Thượng Đế thương quý vị, Chúa Trời thương tất cả chúng ta.